Như chúng ta đã biết thì cái vấn đề về mỡ máu, đúng không ạ? Thì trong các buổi livestream bác sĩ Dung có chia sẻ đó là hiện tại cái tỷ lệ thống kê đó là 50% người trưởng thành tại các thành phố, bác sĩ Hải ạ, bị các vấn đề liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid hay còn gọi là tình trạng mỡ máu cao. Đấy, bác sĩ Hải chia sẻ một chút về cái tỷ lệ mà mắc bệnh tuyến giáp ở Việt Nam trước đi. Thì hai cái bệnh này nó có cái mối liên quan hoặc liên hệ mà trong quá trình mà bác sĩ điều trị các cái vấn đề liên quan tuyến giáp thì nó có mối liên hệ như thế nào? Bởi vì hàng ngày là mình tiếp xúc với rất là nhiều các vấn đề về tuyến giáp, thì mình thấy là trong các bệnh nhân mà bị tuyến giáp thì gặp các vấn đề liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid như thế nào? Vâng, chúng ta sẽ đến một cái chủ đề mà có lẽ là với bác sĩ Hải thì nó là câu chuyện thường xuyên, nhưng mà có thể sẽ nhiều người sẽ đang còn chưa bị vướng vào, nhưng mà sau những cái thông tin mà bác sĩ sẽ chia sẻ sau đây thì mọi người sẽ hơi giật mình. Thứ nhất là bệnh tuyến giáp là một cái bệnh phổ biến, rất phổ biến đối với toàn bộ người dân, và người ta tính ra nếu mà cứ có 10 phụ nữ đi kiểm tra về vấn đề tuyến giáp thì có đến 4 người bị. Đấy, có bất thường về tuyến giáp 40% dân số, 40% hoặc 40%, không phải là cái là trầm trọng, không phải tất cả là trầm trọng, nhưng mà sẽ tùy mức độ từ nhẹ cho đến nặng, nhưng rõ ràng là 40% là khá nhiều, gần một nửa số người chúng ta là có vấn đề về tuyến giáp. Thì hai vấn đề chính mà xảy ra trong bệnh lý tuyến giáp nói chung là bệnh về mặt hình thái, tức là những cái u, cái nhân này, cái này mọi người hay quan tâm, và vấn đề thứ hai là vấn đề chức năng. Và hôm nay bác sĩ sẽ tập trung nói về cái vấn đề chức năng, vì khi chúng ta bị rối loạn về chức năng tuyến giáp thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan trong cơ thể. Nó ảnh hưởng đến đầu tiên là vấn đề chuyển hóa trong cơ thể, và chúng ta sẽ bị các cái bệnh lý chuyển hóa. Bệnh lý chuyển hóa là bệnh lý chung về tăng huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh rối loạn mỡ máu thì gọi là bệnh chuyển hóa, gọi là hội chứng chuyển hóa. Và rõ ràng là khi cái mật độ chúng ta bị bệnh lý về tuyến giáp nó quá nhiều như vậy thì dẫn đến là các cái vấn đề diễn biến âm thầm xảy ra trong cơ thể chúng ta, chứ không bao giờ nó cấp tính ấy. Cái cấp tính thì chúng ta dễ phát hiện, nhưng mà những cái vấn đề nó mạn tính, ví dụ bác sĩ lấy đây là những cái viêm tuyến giáp mạn tính, ví dụ những cái suy giáp, thường là mạn tính, là nó đã ảnh hưởng đến toàn bộ cái vấn đề của chúng ta. Hay là chúng ta bị rụng tóc này, chúng ta bị tăng cân này, chúng ta bị da khô này, hay là rất nhiều vấn đề nữa. Nó là những cái triệu chứng của một cái hội chứng chung, hội chứng rối loạn chuyển hóa. Hay là chúng ta đi siêu âm gan nhiễm mỡ này, chúng ta ăn uống mà chúng ta cảm thấy nó khó tiêu, hay là dễ nổi mẩn ngứa. Ôi nhiều vấn đề lắm. Thế thì nhiều người nghĩ đến nó là vấn đề A, B, C, có khi chỉ đi tìm phần ngọn. Phần ngọn ở đây chỉ là ví dụ là mình bị rụng tóc thì mình cứ đi khám da liễu chẳng hạn đấy, hoặc là mình bị gan nhiễm mỡ thì mình cứ chỉ có tập trung vào gan thôi chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta lại quên đi rằng là tuyến giáp là một cái cơ quan rất quan trọng, và nó tác động đến rất cả những cái cơ quan đấy. Và những cái mệt mỏi mơ hồ đó mà chúng ta hay gặp, chúng ta cho rằng là cuộc sống chúng ta đang bị căng thẳng, stress. Thì vừa nãy bác sĩ Dung nói một câu rất là hay, đó là vòng xoắn bệnh lý. Khi mà bị một cái vấn đề như này rồi, nó lại ảnh hưởng đến các cái cơ quan đó, nó là thống nhất mà cơ thể thống nhất, nó ảnh hưởng đến nhau mà chúng ta không tìm ra điểm mấu chốt thì chúng ta cứ đi luẩn quẩn theo cái vòng xoắn đấy, hết cái tầng lớp này tầng lớp khác, đến một mức độ nhẹ lại vòng lên mức độ cao hơn, và cao hơn, và đến lúc mà chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là khó chữa với những cái tổn thương, đa tổn thương, với những cái vấn đề mà nó không chỉ của một cơ quan nào cả. Đó, thì trên đây mới chỉ là sơ bộ những cái điều mà bác sĩ mới đề cập đến ở phạm vi gọi là bao quát thôi, chứ chưa đi vào chi tiết một cái gì cả. Đó, để chúng ta hiểu được về vấn đề tuyến giáp liên quan đến như nào trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hải đã chia sẻ. Và cái vấn đề về mỡ máu thì nó đến 50% người trưởng thành, còn bệnh lý tuyến giáp thì là 40% dân số. Và đương nhiên là nghe thì có vẻ là đông, nhưng mà cái tỷ lệ mà chúng ta gặp vấn đề thì nó sẽ ít hơn, đúng không bác sĩ Hải? Bởi vì chính bản thân bác sĩ Dung là cũng đang có một cái nhân ở đây, có chọc hút rồi, và có một cái nang ở bên này. Tóm lại là một bên là nang, một bên là nhân. Thì đó, thì mọi người thấy là cái tỷ lệ mà vấn đề bệnh lý liên quan đến tuyến giáp ấy, nó rất là nhiều, và rất là nhiều người họ rất là lo lắng. Ví dụ như là một số cô bác anh chị chúng ta hay nhắn tin đến kết quả siêu âm cho bác sĩ Dung, đó là nào là keo này, năng keo này, biếu sợi này, rồi là rất nhiều những cái hình thái bác sĩ Hải ạ. Vậy thì bác sĩ Hải có thể chia sẻ, tại vì là bác sĩ Dung thấy nhiều người hỏi quá. Thế thì nhờ là bác sĩ Hải ngày hôm nay thì có thể chia sẻ với mọi người là những cái hình thái nào là tức là bất thường mà chúng ta cần phải để tâm, còn những cái hình thái nào nó là bình thường. Bởi vì là như bác sĩ Hải nói là phải có những cái biến đổi về mặt chức năng thì nó mới ảnh hưởng đến những cái rối loạn chuyển hóa khác. Còn nếu mà chỉ có những cái biến đổi về mặt hình thái thì bây giờ bác sĩ Hải chia sẻ thêm rằng là những cái hình thái nào mà chúng ta tức là chúng ta cần phải để tâm đến nó, còn những cái hình thái nào mà bác sĩ chẩn đoán như vậy thì chúng ta có thể là theo dõi định kỳ thôi, chúng ta không cần phải quá lo lắng về những cái hình thái như vậy. Đấy thì nhờ bác sĩ Hải có thể chia sẻ kỹ hơn về cái vấn đề này mà hôm trước hình như là mình chưa có chia sẻ kỹ, nên là vẫn rất là nhiều người hỏi đó là tôi bị nang tuyến giáp có làm sao không? Tôi bị nang tuyến giáp có ăn được cái này, ăn được cái kia không? Đấy thì có rất nhiều những câu hỏi như vậy. Thì hôm nay nhờ bác sĩ Hải chia sẻ nhé, bác sĩ Hải nhé. Vâng, rất cảm ơn với cái đề bài mà Dung đặt ra, bởi vì thực ra là nó không chỉ với những người mà đang hỏi Dung, hỏi bác sĩ Dung đâu, mà hỏi bác sĩ Hải cũng rất nhiều người hỏi như vậy. Thì làm sao mà mình có thể lan tỏa được tất cả cái thông tin này đến mọi người, bởi vì chúng ta không biết thì chúng ta rất là lo, cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Chúng ta bị một vấn đề gì đó về sức khỏe nhé, thì không biết nó mức độ nào, nó có nguy hiểm hay không. Đấy thì nang này thì nó là một cái khối u rồi, là một cái tổn thương trong cơ thể, thì nang có nguy hiểm không? Thì bác sĩ sẽ nói một số cái trường hợp chúng ta sẽ không phải quá lo lắng, mà chỉ cần kiểm tra định kỳ như bác sĩ Dung vừa nói đến đấy, là những cái nang nói chung trong cơ thể, những cái nang ví dụ là nang gan, nang tuyến giáp thì tất nhiên rồi nang thận chẳng hạn. Đấy, những cái tạng đặc mà nó có nang thì thường nó là sự giãn ra của những tuyến, vì mọi người biết rằng là thận thì rõ ràng là đào thải nước tiểu rồi, gan thì tạo ra mật và các cái yếu tố khác, tuyến giáp thì tạo ra hormone, thì hay là vú chẳng, nang vú cũng vậy, chúng ta sẽ hay gặp. Thì những cái nang trong cơ thể thường là sự giãn ra của một cấu trúc bình thường và chứa trong đấy là các cái loại dịch, có thể là dịch huyết tương, có thể là dịch keo, hoặc là thì nó giống như cái kho nó bị phình ra thôi. Đấy, cơ bản vậy. Vì vậy mà bác sĩ sẽ nói là nang tuyến giáp có thể nói là một cái hoàn toàn có thể không nguy hiểm. Tuy nhiên đôi khi khi mà nó to quá, phải nói là khi nó to quá thì chúng ta ngửa cổ lên mà thấy có một cái khối nang mà nó đủ kích thước mà nó lại sát ở da này, nó phồng lên, thì nó sẽ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ thôi, chứ hoàn toàn không nguy hiểm. Đấy là điều duy nhất mà nang tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề của chúng ta, tức là nó chỉ là ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, và cái xử lý của nó nếu trong trường hợp thẩm mỹ thì cũng chẳng hút là hết. Tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai là những cái nhân mà cái nhân ấy nhỏ, bác sĩ chưa cần nói đến về mặt những cái thông tin nó phức tạp như là tí lắc mấy, nhưng mà bạn cứ hiểu là một cái nhân nhỏ là dưới 10 mm, những nhân là dưới 10 mm. Thì những cái trường hợp như thế thì đa số rất nhiều ấy, có thể đến tầm 80-90% là những cái nhân như thế, 80-90% là chúng ta có thể yên tâm không làm gì. Đấy, mặc dù có thể đi siêu âm nhé, bác sĩ muốn nói đây là mặc dù là, bởi vì ở đây sẽ có những người thắc mắc ở đây, vì đa số mọi người đã có nhân là chủ yếu trên siêu âm là TSH 1, 2, 3, 4, 5, thậm chí TSH 4, 5 theo khuyến cáo của châu Âu, mà nhân dưới 10 thì người tế bào có thể cũng không cần phải chọc hút tế bào, tức là người ta chỉ đề nghị là bạn cứ theo dõi cho tôi 6 tháng bạn siêu âm lại. Đấy thì nếu có nhân dưới 10 và cái chủ yếu là nhóm này chiếm đến 80-90% thì chúng ta cũng không lo lắng. Đấy là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba, chúng ta có những cái siêu âm mà gọi là tổ chức tuyến giáp không đồng nhất, có thể là hơi tăng sinh mạch, thì đấy là một cái tiền triệu của viêm tuyến giáp, một cái dấu hiệu của viêm tuyến giáp mà chúng ta bị một cách âm thầm mà không phát hiện. Tuy nhiên nếu cái hormone, thường cái đấy nó phải đi kèm theo kiểm tra xét nghiệm hormone giáp, mà trong giai đoạn bình thường thì các bạn cũng không cần lo lắng. Xét nghiệm hormone là cái điều kiện tiên quyết để đánh giá chức năng tuyến giáp, và đây là cái vấn đề liên quan chính đến bài ngày hôm nay. Liệu tuyến giáp của chúng ta, cái vấn đề của các bạn ấy, nang nhân hay bất kỳ cái gì đó của chúng ta, của tuyến giáp, mà chức năng tuyến giáp của bạn bình thường thì bạn không lo lắng đến việc là em bị mỡ máu này thì liệu có phải do tuyến giáp gây ra không, em bị thế này bị thế kia liệu có phải do tuyến giáp không. Nếu mà hormone giáp bình thường có thể vô tư, có thể gác lên ngủ ngon rồi, không phải là do tuyến giáp. Còn vì là nguyên nhân gì thì nó còn nhiều vấn đề nữa và còn phải hỏi bác sĩ Dung. Chứ còn nói bác sĩ Hải mà chỉ cần biết cái chức năng của bạn bình thường, bác sĩ khẳng định luôn là không phải của tuyến giáp. Đó, nha. Thì vì nó liên quan bài này thì bác sĩ sẽ tập trung trả lời cái vấn đề về chức năng của tuyến giáp này. Và chức năng tuyến giáp chỉ có, nó sẽ có hai cái xét nghiệm chính thôi, đó là xét nghiệm FT4, đấy, tức là free thyroxine hay gọi cả, và cái TSH gọi là thyroid stimulating hormone. Thì hai cái này bạn sẽ có cái tham số, cái thông số tham chiếu ở bên cạnh, bao giờ nó cũng thế, là hay gọi là cái chỉ số bình thường, ví dụ nó từ 0,2 cho đến 4,5 chẳng hạn, mà nó làm trong giới hạn đấy thì bạn có nghĩa là bạn bình thường. Trừ khi bạn đang uống thuốc về tuyến giáp thì câu chuyện nó khác. Ví dụ tôi đang bị suy giáp thì tôi uống thuốc thì nó về bình thường là chuyện bình thường. Còn bạn đang không uống thuốc gì cả mà nó có cái xét nghiệm trong dạng bình thường thì bạn không lo lắng về vấn đề chức năng nhá. Một cái tình huống nữa thì cũng xin phép được chia sẻ mọi người, mặc dù nó ít gặp hơn, đó là tình trạng mang thai mà hormone nó sẽ có cái giai đoạn nó sẽ tăng hoặc giảm một cách sinh lý, thường là trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Thì ở đây có thể sẽ có nhiều chị em đã từng trải qua giai đoạn đó, đi kiểm tra, hoặc là mọi người đang mới bắt đầu bị. Thì nhân tiện trên cái buổi livestream này, bác sĩ Hải nhấn mạnh đến cái nhóm đó, cái nhóm mà có cái sự tăng giảm, nhưng tăng giảm đó là tăng giảm sinh lý, xin thưa nó là như vậy. Và vì vậy là cái nhóm này cũng không phải là nguy hiểm gì cả, cũng không lo lắng gì cả, nó sẽ tự về bình thường cho đến 3 tháng tiếp theo, 3 tháng giữa thai kỳ và ổn định sau này. Thế thì các bạn đã gặp được 4 tình huống rồi đúng không? Lại chỉ được 4 tình huống đấy là thứ tư. Còn rơi vào những tình huống khác thì tất nhiên các bạn sẽ có các chuyên gia, có thể là bác sĩ Dung, có thể là bác sĩ Hải và cộng đồng các bác sĩ đang sẵn sàng chia sẻ mọi người kia và có thể là tìm hiểu nhiều hơn. Bởi vì có một cái điều này mình cũng nói thêm là ngày nay thì thông tin ở trên các trang web thì rất nhiều, nhưng mang tính chất định hướng để các bạn đi đúng vào vấn đề của các bạn ấy, thì các bạn chưa có kỹ năng để các bạn định hướng. Ví dụ như là về cơ xương khớp, các bạn có thể vào đọc các bài của bác sĩ Dung rất là nhiều hoặc các chia sẻ, nhưng cuối cùng lại không biết được tìm cái để giải thích cho cái vấn đề của mình như thế nào. Đấy, vẫn phải hỏi chuyên gia để chuyên gia người ta. Thì cái đấy cũng là chuyện bình thường, các bạn không phải ngại cái chuyện đấy. Đấy là một cái số cái chia sẻ của tôi về những cái tình huống mà không đáng lo ngại.